các nhà thiết kế có đang thức không ta? Thật sự là em rất là muốn nói xin lỗi với anh chị. Mọi việc nó trong, nó ngoài cái sự kiểm soát của em. Em vẫn đang cố gắng lấy lại đồ, và em mong là nó sẽ quay lại cho em. Thật ra thì tuy là cái tin là chưa lấy được đồ nó là sự thật, để trong thời gian không phải là Nhi giấu, mọi người vẫn thấy là Nhi vẫn comment với mọi người. Tuy là không thể trả lời tất cả được, nhưng Nhi vẫn có comment là chưa nhận được đồ, chứ không phải là Nhi giấu. Và tuy nhiên là không phải vậy mà Nhi và ekip Sen Vàng bỏ cuộc. Mọi người vẫn đang cố gắng để tìm mọi cách để lấy lại được đồ. Nhưng mà Nhi cũng chỉ biết có thể là nhờ ai đó cùng với ekip và chờ đợi thôi. Nhi cũng phải lo những cái hoạt động cùng với các bạn ở đây, cũng không thể nào làm gì hơn được. Mỗi ngày em, mỗi đêm thực sự rất là khó khăn với em. Em không có đồ mặc, em luôn phải xoay sở bằng mọi cách, là không biết phải mua hay mượn. Vì mượn thì mọi người đều biết là ai đến với cuộc thi cũng đều muốn mình mang cái vương miện về và chuẩn bị cho mình tốt nhất, chứ không thể nào mà đưa đồ áo của mình cho một bạn khác được. Nên là Nhi luôn phải tìm để mua đồ thiếu này thiếu kia, rồi cháy nổ mọi, nói chung là mọi thứ khó khăn nó luôn đến, nhưng mà phải cố gắng tìm cách giải quyết thôi. Còn những cái chuyện nào mà mình không thể nào lo lắng, mình lo lắng nhưng mà mình không thể nào giải quyết được, thì mình nên bỏ qua để lo những cái chuyện khác trong cái tầm kiểm soát của mình.